Hello các anh em, đã hơn một tuần rồi chúng ta mới lại được gặp nhau. Cái tuần vừa rồi đối với mình khá là thú vị ấy, khi mình đã săn được một số những chai hoặc là đồ vintage hoặc là đồ đã đi rất là thú vị. Cho nên trong cái video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ đến với các anh em những cái chai đấy là chai gì. Nói chung là đang cảm thấy rất là phấn khích ấy, bởi vì là mình không nghĩ là mình có thể tìm được thêm những cái chai đấy, nhưng mà rất là may mắn là mình đã tìm được. Cho nên trong video ngày hôm nay tôi muốn khoe với các anh em những chai đó là chai nước hoa nào. Ok, và bây giờ anh em mình let's go. Ok, chai nước hoa đầu tiên đó là một sản phẩm của nhà Lanvin và nó có tên là Avant Garde. Đây là một chai nước hoa thuốc lá rất là hay của nhà nước hoa này, tuy nhiên nó đã bị ngừng sản xuất từ khá là lâu rồi. Đó, nói chung là tìm được chai nước hoa này bây giờ thì không phải là cái chuyện đơn giản. Nhưng mà mình đã có chai này rồi, và đợt vừa rồi thì mình đã back up thêm một chai size 50ml thôi, nho nhỏ xinh xinh, bởi vì thật ra bây giờ tìm chai này cái này nó đắt, rất là đắt, và cũng không phải là có sẵn hàng ấy. Cho nên là hài lòng với chai 50ml này. Thực sự đây là một cái quyết định rất là khó hiểu của nhà nước hoa này, trong khi một cái mùi hương rất là ngon, thực sự rất là ngon, một trong những mùi hương thuốc lá rất là đỉnh, nhưng mà đã bị ngưng sản xuất. Rất là khó hiểu, thực sự là mình không thể hiểu nổi tại sao họ có thể chấm dứt những cái sản phẩm gần như là xuất sắc nhất của nhà họ. Đó, trong khi những chai nước hoa khác thì họ vẫn cứ sản xuất, đời không thể hiểu được. Nhưng mà tôi muốn khoe với các anh em Lanvin Avant Garde, một sản phẩm mình đã kịp back up thêm một chai nước hoa nữa. Ok, chai nước hoa thứ hai đó là Acqua di Giò Profumo, bản chữ bạc bóng nhá. Ở bên sau này thì bản sản phẩm này người ta đã thay đổi lại kiểu dáng, đó là cái chữ lì, còn cái bản của mình mua là bản chữ bóng. Đó, đối với mình Acqua di Giò Profumo luôn là sản phẩm xuất sắc nhất trong cái line Acqua di Giò. Ví dụ như là về sau này thì nó cũng hay, nhưng mà nó không đủ làm cho độ mình cảm thấy phê. Còn với Acqua di Giò Profumo thì thật quá là tuyệt vời, một mùi hương nước biển cộng thêm với hoắc hương, tuyệt vời, xài rất là thích. Đó, thì mình trước thì mình cũng đã có một chai bản 75ml rồi, và rất là may mắn đợt vừa rồi thì mình đã kịp thời sắm thêm một em nữa, thì đến bây giờ mình có hai em bản chữ bóng bạc. Đó, cảm thấy rất là ok, hài lòng, không có gì phải kêu ca cả. Đó, chai nước hoa thứ hai. Chai nước hoa thứ ba đó là Jacques Lang Homer. Đây là một mùi hương bạc hà, một ly cocktail bạc hà rất là tuyệt vời. Thực tế thì mình đã có một phiên bản đời cũ hơn, đó là nó đây. Về sau thì mình có thêm bản này, tuy nhiên thì đợt vừa rồi mình đã quyết định back up thêm một bản này nữa, một chai này nữa. Đó, thì nghĩa là bây giờ mình còn một chai, mình đang dùng dở. Nghĩa là bây giờ mình đang có 4 chai này, 3 chai phiên bản chai dài này và một chai phiên bản cũ. Đó, có thể là về hiệu năng mùi hương thì nó khá là không được tốt cho lắm, không được ổn cho lắm, nhưng mà về mùi hương thì đây là một trong những chai bạc hà xuất sắc nhất mình đã từng được ngửi. Đó, cá nhân mình thôi nhá, chứ mình không áp đặt các anh em là ê, tôi bảo thế này thì các anh em phải theo, thì không phải, anh em đừng hiểu nhầm. Đối với cá nhân mình mà thôi thì đây là một trong những mùi hương bạc hà xuất sắc. Do vậy mình sẽ phải back up. Bởi vì bây giờ thực ra kể cả bản này cũng không phải là quá là sẵn rồi. Hình như là bây giờ họ đã đổi sang cái hình chai vuông. Đó, thì thôi thì được lúc nào hay lúc đấy. Đó, Jacques Lang Homer. Thứ tư đó là bộ đôi một siêu phẩm của nhà Thierry Mugler, đó là Pomar. Thời gian vừa rồi trong video trước thì tôi đã khoe với các anh em về chai nước hoa này rồi, và đây nữa, Mugler Krypton, một mùi hương bạc hà hoắc hương và một chút ngọt của sô cô la. Tuyệt vời, thực sự là rất là tuyệt vời. Để sở hữu chai nước hoa này bây giờ thì cực kỳ là khó, rất là khó. Thậm chí cả với Puma này cũng thế, một mùi hương của whisky cộng với bùn đen, không đụng hàng với gần như là tất cả bất kỳ một chai nước hoa nào. Có thể nói rằng với cái tier line này của nhà Mugler thì mình đánh giá cao nhất là 3 chai Pomar, Krypton và Puma Havan, thì rất là may mắn mình đều đã sở hữu cả 3 chai nước hoa này, cho nên là tuyệt vời, rất là sung sướng. Ok, tiếp theo nữa đó là Replica by the Fireplace. Anh em nhìn dui của nó này, anh em có nhìn thấy cái dui của nó không? Nó có khác gì nước cất từ cần ra không? Nó khác hẳn với By the Fireplace dui hiện tại. Đó, thì các anh em có thể thấy rằng là cái độ đậm đặc, cái độ lưu và độ đậm đặc của mùi hương của nó phải như thế nào. Mình đang rất là mong chờ cho đến tầm khoảng Noel, cái thời điểm bắt đầu nó hơi se mưa bắt đầu và có lạnh. Xịt những con này tôi nói thật với các ông nó như kiểu một nấc thang lên tới, nó sảng khoái kiểu như thế. Cái tầm Noel nó xịt mấy cái con ví dụ như The Homer Intense hoặc là By the Fireplace thì không có gì để mà nói. Các anh em nhìn dùi, tôi nói thật, nhìn cái dùi phê đen kịt này, sợ thật. Đó, thì sản phẩm tiếp theo đó là Replica by the Fireplace. Tiếp theo nữa, đây là một sản phẩm khá là xa lạ với gần như là 90% các anh em. Đó là Reminiscence Tonka, một combo của mật ong hạnh nhân rất là tuyệt vời. Rất là tiếc là sản phẩm này nó không được quá là phổ biến nhiều đến với các anh em ở Việt Nam, cho nên đến bây giờ thì họ đã reform mùi thì mùi nó nhạt hơn. Còn ở phiên bản cũ thì chúng ta, nếu như các anh em nào có dịp được ngửi thì chúng ta sẽ biết mật ong hạnh nhân, ngoài những cái chai nước hoa, những cái hãng nổi tiếng khác thì có một sản phẩm làm rất là điêu luyện. Thì Reminiscence Tonka mình đã kịp thời thêm một chai nữa. Đó, đây là phiên bản cũ nhá, bây giờ thì gần như là không còn nữa đâu. Bây giờ họ đã thay đổi kiểu dáng rồi thì mùi nó nhạt hơn, vẫn ngon nhưng nó nhạt hơn. Còn đây là phiên bản cũ. Đó, anh em nhìn dùi phê đấy. Đó, Reminiscence Tonka. Và cuối cùng đó là Serum Nassos. Thật ra thì với những chai nước hoa này mình biết là nó ngon nhưng mà cái phong cách của mình nó không được hợp ấy. Đặc biệt là với tông thuốc lá, nên ra là mua thì cứ mua thôi, chứ cũng để mà bảo dùng thì cũng không biết thế nào. Mà thôi, những cái gì mà mình có dịp, mình có cơ hội thì mình cứ vợt thôi, không phải nghĩ nhiều. Một mùi hương thuốc lá tôi biết là chắc chắn rất là nhiều các anh em đã biết mùi hương này rồi, cho nên là thôi không phải nói nhiều. Serum Nassos, ok, sản phẩm cuối cùng. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em, hoặc là có thể chung vui các anh em cùng vui với tôi một số con hàng đã diss hoặc là vintage. Đó, rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share, và chúng ta sẽ gặp lại trong những video tiếp theo. Ok, giờ thì bye bye.